Nghĩa Bán Dưa xin chào cô chú và anh chị nha. Giờ buổi sáng rồi cô chú anh chị. Giờ hôm nay trời nắng cũng đẹp quá. Này có mấy đứa con trai nó về thăm à. Nay trai được nghỉ rồi về. Đây trai nhỏ đây. Tặng cái điện thoại buổi sáng. Còn Nghĩa thôi, mời cô chú với dùng với Nghĩa ly trà. Này, Nghĩa xin giới thiệu về món đồ cũ của Nghĩa ngày hôm nay luôn. Trà rót cao cao có bát cái chép hay cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị uống Nghĩa ly trà buổi sáng nha. Quá là ngon cô chú anh chị. Đây, trước tiên là còn con A12 không lại ế quá chưa ai mua cô chú anh chị. Con này chạy mướt lắm cô chú anh chị ơi. A12 nè. Chạy nó mướt mượt luôn á. Tiếp top mình lướt màn ảnh nó đẹp. A12 nè cô chú anh chị. Tài đã lắm cô chú anh chị ơi. Công nhận hổng này đâu có xài đâu. Hổng này đâu có bấm nó thử đâu, hôm nay bấm thử cảm giác sao thấy nó đã quá cô chú anh chị. Mướt mượt à. Pin trâu nữa cô chú anh chị. Máy đẹp dữ lắm. Máy này là siêu phẩm luôn á. Âm thanh lớn nữa. Hên lại tắt chìa khóa cho ba cái hên. Em ba nói chuyện cái này chút xíu rồi ra cho nè. Thôi để anh hai tắt rồi, em hai tắt rồi. Để qua con. Rồi. Đây. Cô chú anh chị thấy không? Âm thanh tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Con này không xài rồi xài con nào nữa. Nó giá lên cho cô chị biết không ạ. Con này chỉ có 2,6 triệu thôi cô chú anh chị ơi. Bảo hành cô chú anh chị 1 tháng. Đừng có rớt nước với té bể đâu nha cô chú anh chị. Kèm theo phụ kiện là cục sạc nè, dán cường lực úp lưng. Này là đẹp ha. Mướt lắm cô chú anh chị à. Cô chú anh chị thấy không? Mày kéo à. Xài ngang ngửa cũng không thua iPhone X luôn. Cảm giác vậy đó. Kéo nó không có bị dừng. Nó mượt lắm, như màn ảnh nó đẹp lắm cô chú anh chị. Rồi. Câu thứ hai. A02. Con này thì giá sinh viên cô chú anh chị. Con này thì chưa kết nối wifi. Mình nghĩ kết nối wifi đó. Chút đi kết nối wifi thôi. Con này nó chưa kết nối wifi. Con này dành cho mà con rồi nó coi YouTube có được giá mềm cô chú anh chị. Con này giá thì nó chỉ có giá nó 1,8 triệu thôi. Kết nối wifi là nghĩa vô cái độ mướt của nó thấy cái bấm mà thấy cũng ngon cũng được á cô chú anh chị. Này cũng đời, nó cũng đời mới mà. Chưa có gì.
cô chú anh chị. Con này thì cảm giác thì nó đâu không mượt bằng mấy con kia nhưng cũng được nha. Nhìn cảm nhận là mình sáng wifi như nhiều quá nó bị yếu rồi các bạn. Con này nãy giờ chưa test được rồi. Thôi giờ giới thiệu cái khác đi. Con này thì quá ok rồi cô chú chị, con này để Nghĩa test lại. Đây, giới thiệu tới con tiếp theo đây. Máy còn cái máy RS100 Bô tơ Nghĩa đang còn Bảo Long 3.0, Bảo Long 2.2. Giờ ít cục chấm tóc đang làm. Giờ này quay tới cái con này. Mình đang phục dựng lại siêu phẩm kỷ niệm của chú anh chị. Quên dẹp cái này nên cho nó nhìn kỳ quá. Đây, chuẩn bị sử dụng như đây nè. Sao nữa test cái bình xăng cho cô chú anh chị xem không? Bình xăng của cái máy này nè. Quá chất lượng cô chú anh chị ơi. Khởi động lên cô chú anh chị. Đó, bình xăng của cái máy này nè. Đấy, RS110 nè cô chú anh chị. Qua đây thì máy Gen 110 đầu lòng kim thái của chú anh chị. Này là bản kỷ niệm thời xưa của Nghĩa, đây nay Nghĩa làm lại thời đi học nghề tới giờ của chú anh chị. Bỏ nó riết rồi, nay nó về hôm nay Nghĩa bắt đầu rồi chỉnh chu nó lại. Nhưng mà cái máy vẫn còn chất của chú anh chị, thời học nghề đi học nghề và làm đấy. Anh ta cộng coi chứ gì, bỏ lâu quá lâu rồi Nghĩa con xe kỷ niệm mà nay thì Nghĩa dựng lại chẳng quay gửi đến cô chú chị xem luôn. Cánh bông của chú anh chị, đây cánh bông. Con này thì 203 nè, cái máy 21 năm rồi cô chú anh chị. Máy này dữ lắm, 21 năm rồi mà nó còn ru. Này hiện tại còn con Minh Khơ nè. Minh Khơ. Cô chú anh chị có sử dụng thì ủng hộ Nghĩa luôn. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của Nghĩa nha. Bye bye.